Tía kêu anh về cho heo ăn kìa. Tao cho nó ăn từ hồi nhỏ rồi. Bây giờ nó bao nhiêu mà anh còn nói cho nó ăn hồi nhỏ? Kệ đi, bỏ đói chút xíu không chết đâu. Quan trọng là giờ là phải đón qua khôi nè. Chị Tiên về hả? Ừ. Bởi vì 5 giờ sáng là thức dậy mua bong bóng về tặng liền nè. Ê, bong bóng đẹp quá cho em cái. Cái gì mà cho? Lao quá. Lại gì? Rốt, rốt. Qua khôi về hả? Ừ. Hết thùng anh đi hả? Để tao mời qua khôi đi cuốc xe ôm cho tao lên đời coi. Mày chặt nó cho tao. Nó qua khôi tiền nhiều lắm. Ok ok. Ê, đi đi nhanh đi để thằng khác kiếm mối đó. Đi đi. Sao qua khôi giờ chưa thấy tới nữa vậy? Ủa nhưng mà có chắc đi đường này không mày? Trời ơi chắc sao không. Nhưng mà qua khôi nó hay đi trễ giờ lắm. Gắng đợi xíu đi. Ê mà nè, hai tụi tôi á mê gái đã đành rồi. Ông bà đặt bước trước theo làm gì? Trời ơi tự nhiên hai ông đi được tôi đi không được lần sao? Tôi phải đi theo tôi coi coi qua khôi người ta đẹp cỡ nào. Tại vì em nghe nói á nha, hồi đó đó con nhỏ này nó xấu dữ lắm. Tự nhiên lớn lên cái đẹp thi qua khôi đậu mới ghê chứ. Nè thấy không? Đó. Thế này tôi đi không? Ăn mặc nữa không? Cái chuẩn qua khôi. Chuẩn qua khôi để tôi trao lại dương miệng được cho người ta. Đó. Hết nhiệm kỳ rồi. Ông ăn bận vậy, ông đi trao dương niệm cho người ta. Vậy cha bể cò này ăn bận về chắc đi trao đạo cao bổng quá. Đạo cao bổng gì? Thì ban chủ cái bàn á. Anh là nhỏ thôi. Qua khôi về làng. Qua khôi về làng. Qua khôi về làng. Hình như qua khôi về tới kìa. Qua đâu? Qua khôi. Qua khôi. Ê, tới rồi. Qua khôi. Qua khôi. Trời ơi, qua khôi kìa. Chị ơi, máy mộ chị quá à. Trời ơi, xin gái thôi, chụp hình coi. Chụp hình coi. Qua khôi. Rồi ra. Trời ơi, chị đẹp quá à. Chụp hình nha chị nha. Rồi vô nè. 1, 2, 3. Đó, thấy không? Trời ơi, chị em ái mộ chị lắm á. Chị đăng quang qua hội em mừng lắm á. Em giao dương miệng ra cho chị nha. Em hết nhiệm kỳ rồi. Vỗ tay. Chị đi chơi không chị ơi? Qua khôi. Qua khôi này ở đâu mày? Ai biết? Tao biết mày. Ở đâu? Qua khôi. Khamu. Khamu là ở đâu? Là Cà Mau mình á. Trời ơi, vậy đó hả? Mình đẹp thiệt, vô nhìn thích ghê luôn á. Đi. Trời ơi, người ta qua khôi, người ta trang điểm. Bà sắp lên mẫu hậu, bà trang điểm chi vậy? Dù gì tao cũng là dì qua khôi nha mày. Không phải dân dừa đâu. Sao lâu quá vậy? Có khi nào kẹt xe không ta? Tao nói cho mày biết nha, đây là quê nha, không phải Sài Gòn nha. Mày làm như hả Sài Gòn kẹt xe. Tại tôi coi trên phim á, nói là hễ mà trễ á là xin lỗi em bị kẹt xe. Mày á lậm phim quá rồi. Chỉ có phim thôi nha con. Ôi trời ơi, trời ơi, có người về. Đi đi hết đi, sập quán tay bây giờ. Trời ơi, chị nhảy mệt lắm. Ôi trời ơi, cháu của tôi về rồi, chỗ đẹp quá. Ngồi đây con. Trời ơi, nói gì đâu mà văn làng cái đông nó kéo quằn nó đâu. Gì đâu là mệt luôn á. Đóng cửa lại đi, không có bán gì hết trơn á. Đóng lại. Dạ, dì khỏe không? Khỏe. Con đẹp quá. Để con giới thiệu cho mọi người nha. Xin giới thiệu với mọi người, đây là dì Hồng, người mà Thủy Tiên thương nhất. Vậy nãy giờ dì Hồng hả? Người ta chụp hình với lại dì Bà Khôi quá trời luôn. Giờ dì Hồng chụp với Bà Khôi tắm nha. Đúng rồi. Dạ dạ, chụp vô nha, đẹp lắm nha. Dạ dạ, dạ dì cười lên đi, tại vì lâu lâu cháu về chị cười lên này vui vẻ nè. Hai bà cười đi, cười đi, hai bà. Dạ, đó, đó, cười lên nha, hai bà. Trời. Ôi, đẹp quá rồi. Trời ơi, gặp con gì mừng quá trời đất à. Lâu quá rồi đó mới về đó ha. Dạ. Bà không. Ừ, đợi gì chút. Qua đây. Thủy Tiên nè. Còn nhớ anh này không? Anh Mười Sĩ á. Anh Mười Sĩ. Mười Sĩ nè. Gặp anh em vui quá à. Anh cũng vậy nữa. Vậy thôi chụp hình đi. Chụp hình đi lâu hoài. Chụp đi. Cứ vui đi nha, vui nha.
cười nha, cười 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 chiếc cái này chiếu nha, đẹp nha, đó mặt gì gì cười nhiều hơn người ca nha, ai bà, rồi bây giờ chiếc ca cho người thắm mắt chứ, đã đó, dạ, hai bà, anh cười lên dưới đi, hai bà, rồi đẹp, à. Bây giờ thì lấy đứa mặt cao lên tí, dạ, hai bà. Má nữa, gặp mày nữa, hết hồn mày. Lộn, má nhái. Thằng này mình cứ làm hết hồn hoài mày. Dạ. Ủa, mày đâu nữa đây? Dạ, con đi chụp hình với Hoa Khôi. Trời, phải không? Nè đâu, má thấy đâu đẹp không? Coi. Đó, vừa về là con nhào qua con chụp liền để cho bằng anh bằng em. Đâu, để tao coi. Quá đẹp. Nhỏ này thấy quen mày. Dạ, thấy cái nét con nó cũng giống không? Phải con Thủy Tiên ở xóm mình không? Dạ đúng rồi. Thôi, con nhỏ này nó lên Sài Gòn, nó thẩm mỹ mới được vậy đó mày ơi. Chứ Hoa Khôi, Hoa Hậu cái gì. Thôi, để tao đi chợ. Mày tối ngày gặp mày cái mày mà nổ quá mà, ba lít ơi. Nổ đâu mà nổ. Nhai ơi, nhai. Trời ơi, chị ơi. Em nói thiệt nha, em ngưỡng mộ chị dễ sợ luôn á. Em ước gì em cũng được một phần giống như chị á. Quá không à. Cuộc đời mỗi người á, ai cũng đáng được mơ ước. Chưa chắc gì cuộc đời của chị lại hợp với cuộc đời của em. Mà em có biết không, muốn được như chị bây giờ á, là chị phải đánh đổi nhiều thứ lắm đó. Ừ. Nhưng mà em muốn giống chị một ngày thôi cũng được. Em ước là... Giăng kia. Hay là tao với mày xin chụp hình với cô ấy đi. Em cho mấy anh chụp một tấm hình được không? Giăng. Dạ, đó. Em làm gì mà em chua mỏ em cười vậy? Dạ không có gì đâu chị. Em chỉ nghĩ chuyện vui thôi à. Chị, mà em quyết định rồi. Em quyết định cái gì? Từ nay trở đi, chị sẽ là hình mẫu để cho em phấn đấu. Còn em thì sẽ là fan trung thành nhất của chị đúng nha. Chị cảm ơn em. À quên, chị ơi, chị ký vô cái cuốn sổ này giùm em đi. Để tối á em ngủ, em để nó kế bên đầu giường. Khi em nhớ chị, em chỉ cần mở ra, em dòm vô là em sẽ nhớ chị liền. Công nhận chị đẹp dễ sợ luôn á. Em dòm chị mà em còn muốn nuốt nước miếng ực ực. Muốn chi mấy anh trai làng mãi. Đó là quá không cô, hay là đây là chữ ký cho. Đây nè, chị ký nè. À, em có đem viết nè. Rồi đây. À chị, hay là chị chụp với em một tấm hình đi. Ok. Để em post lên Facebook cho mấy bạn em nó ghen tị chơi. Mười sợi của em nhớ luôn. Anh cũng nhớ em nữa. Hôm nay anh hẹn em ra để ăn gì vậy? Em còn nhớ cái hạt này không? Em xúc động quá. Con hạt của em. Ủa mà sao nó te tui vậy? Tại anh để trong túi quần nè. Cái trời nắng mưa anh nhặt đồ nữa. Con hạt của em. Mà chuyện con hạt mình bỏ qua một bên đi. Anh có chuyện muốn nói với em nè. Thôi anh không cần phải nói đâu. Em hiểu mà. Hiểu gì? Em hiểu. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Mình yêu nhau nha. Nhưng mà em là Hoa Khôi, còn anh... Em yêu là em bắt chóc. Mười sĩ của em. Phê lý của anh. Anh ơi, anh làm gì vậy? Anh thổi mấy con kiến. Cái gì vậy? Anh sợ nó cắn em. Anh á, ga lăng dữ. Chỉ với em vậy thôi chứ. Mà hôm nay anh hẹn em ra làm gì vậy? Sao giống câu mình tưởng tượng là gì cả. À, anh có chuyện muốn nói với em. Khoan, để em nói trước. Mình yêu nhau chứ gì.
À, thì có chuyện gì em nói đi. Vậy em nói nha. À, thì em nói đi, đừng có ngại. Đưa tay cho em. Em muốn đưa anh đi tới chỗ này. Hả? Bây giờ luôn hả? Ừ. Em nè, chừng nào kêu 1, 2, 3 diễn nha. 1, 2, 3 diễn. Phát. Em tạo tạo dáng, cái chạy dáng, cái chân dúng cái mặt về hướng nhìn này nè. Đó, 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 đó nha. Em. Rồi, ấy đừng nhìn kính nha. 2, 3 nè, 2, 3 diễn nè. 2, 3 diễn. Đó. Ok, đẹp. Đó, giờ lên cái nữa nha. Rồi, em nhìn thẳng thẳng về hướng kia đi. Đứng cái chân ngược lại. 2, 3 diễn nè. 2, 3. À, đẹp nha, đẹp nha. Ok. Mày xế, nhanh ra đây. Ra đây. Anh á, giá đây cuốc. Đứng ở đây cho em hạch chậm mồ hôi để mọi người chụp hình cho mình. Rồi, đúng rồi. Một, à, make up ơi. Cho cho em xịt mồ hôi. À, có mồ hôi cái chạo như là em mới chậm mồ hôi chứ mình mới làm đuối xong nha. Vô chậm ấy mồ hôi rồi. Đó, làm mồ hôi. Đó, mồ hôi lên. Đó. À, đúng rồi. Cho chú Bạch mới vừa làm lúa xong mồ hôi đổ nha. Cái cây ơi, cho cây cuốc. Tôi mới làm thở nha. Thở lên mới, mồ hôi mới đổ mệt á. Chú Bạch khỏe nha, chú Bạch mình khỏe. Mệt chút. Thở. Mày mệt đi, gần kia tới chấm mồ hôi. Thở. Mệt, chấm mồ hôi. Rồi, thấy chuẩn bị 2-3 nha. Đó, ra tốt nha, đứng giờ đó, đã chậm, thẳng sóc nè. 2-3, giết. Chậm thôi, thở lên 2-3 đẹp nha, đã đẹp. Đó 2-3 đẹp nè, diễn nè. Ok. Đó. Mày làm gì vậy? Gì đâu. Hôm qua mày với hai đứa đi đâu tối mới về à? Ai? Thì mày với Thủy Tiên chứ ai? Trời ơi, được gì cũng đỡ. Vậy là sao? Tôi, Thủy Tiên, còn một thêm một đám người nhiều kia nữa. Ai vậy? À, tôi nghe Thủy Tiên nói cái gì ekip gì đó. Trời, vậy mà tao tưởng hôm qua tụi bay á hả, gặp nhau trò chuyện á, tình tứ nó là tình xưa chứ. Ôi trời ơi, dở. Mày làm gì mày cầm đậu phộng hoài vậy? Mày mua cho ai ăn rồi sao mày không ăn đi để nó tiêu á sao? Tôi mua cho bé Lì của tôi á. Hồi nhỏ cổ thích ăn lắm á. Bé Lì của tôi cỡ. Ủa con, anh mười sợi. Ngồi đi con, ngồi đây. Ngồi đây nè con, ngồi đây. Bé Lì. Hai đứa nói chuyện mày nha. Cô vô lấy nước cho uống. Hả, nói gì chứ. Ở đây chỗ đông người, anh đừng có kêu em bằng bé Lì. Kêu em Thủy Tiên nghe không? Mà em đi đâu từ sớm giờ vậy? Thì em đi chụp hình với mấy cụ phía ngoài nè. Trời ơi, em đi đâu cũng nguyên một đám người đi theo tò tò vậy á. Em không thấy bất tiện hả? Họ làm truyền thông cho em mà. Anh có mua cái này cho em nè. Thôi, em ăn cái này đi. Sao vậy? Mấy cái này không có hợp vệ sinh. Em ăn lỡ đau bụng thì sao? Thủy Tiên. Dạ. Bây giờ em nổi tiếng rồi, không có ăn những cái thứ này nghe không? Dạ em biết rồi. Nè, ai đây? Dạ chỉ là bạn cũ của em thôi ạ. Nè, mình nổi tiếng nên giữ hình ảnh của mình, không được quen ai nghe chưa? Nhất là hạng người như thế này. Nếu mà em có quen thì cũng quen đại gia thôi, không có quen với người này đâu. Kỳ này mình làm một loạt bài viết Hoa Khôi Thủy Tiên thân thiện với bà con Sẹo Lá. Mọi người đang chờ mình ở ngoài kìa. Thôi, đi. Bây giờ em nổi tiếng rồi, không có ăn những cái thứ này nghe không? Dạ, em biết rồi. Nè, ai đây? Dạ, chỉ là bạn cũ của em thôi ạ. Nè, mình nổi tiếng nên giữ hình ảnh của mình, không được quen ai nghe chưa? Nhất là hạng người như thế này.
Ủa mười xì, sao sao giờ này mày còn làm gì vậy? Mày không đi tiễn Thủy Tiên hả? Thôi thôi thôi, bà coi bà chuyển lời chúc bà cổ hạnh phúc giùm tôi được rồi. Cái gì kỳ vậy? Mày phải tự đi nói. Tao nói mày nghe nha, cơ hội tới á, mày không bắt hả? Mất cơ hội cho mà coi. Thôi bà ơi, tôi suy nghĩ lại rồi, đĩa sao mà dám đeo chân hạt được. Cô Thủy Tiên bây giờ đâu phải là bé liệu của tôi ngày xưa nữa đâu. Mày nói cái gì tao không hiểu gì trơn vậy. Thôi bà coi bà chuyển lời giùm tôi vậy đi. Cảm ơn bà. Tao mệt quá đi. Thôi tao đi đón, tao đi tiên tiễn nó, tao trễ giờ nè. Chào 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 em. Dạ. Em bán gì đó? Dạ em bán bách hóa, trái cây, trứng cút với lại đậu phộng á anh. Em có chồng chưa? Dạ, dạ chưa. Đây coi, để anh mua cho. Thôi bán anh hết một thúng luôn. Dạ anh lấy luôn cái thúng đi, em bán giá rẻ cho anh. Nhiêu em? Dạ 200 hả? Cái này nhiêu? Dạ cái đó 10.000 thôi. 20, ba em luôn. Dạ em cảm ơn anh. Em mà khoan. Dạ. Mà em có chồng chưa? Dạ em chưa, nhưng mà cuối năm này em cưới mới đám hỏi rồi. Thứ đàn ông gì đâu á. Anh cho tôi hỏi một xíu. Anh ơi. Anh. Hả? Em hỏi gì? Quán nước cô Diễm Hồng đi hướng nào vậy? À, quán bà Diễm Hồng nhiều chuyện hả? Giờ đi thẳng có cây số nữa tới à. Cái gì? Cây số nữa hả? Ừ. Trời trời. Tôi mới đi được đường lớn vô đây, giờ bắt tôi đi thêm cây số nữa. Chắc chưa chết quá à. Tội nghiệp không? Giờ vậy đi, em lên xe anh chở qua quán bà Diễm Hồng cho. Được không đó? Ừ, được được. Nè nè. Giờ giờ em ngồi lên đi. Cái em ôm giùm anh cái thùng, anh dở em đi liền. Lên đi lên. Thùng đi. Gì bự vậy? Đó. Ồ. Thấy là bự chứ nhiều à. Rồi rồi. Rồi rồi, ngồi chắc anh chở gì quán Diễm Hồng nha. Được chưa, được chưa? Nè nè nè. Sắm cái nón khác đi nha. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, chúng ta phải tuân thủ ba quy định. Quy định thứ nhất, phải ôm thật chặt tài xế. Đường này nó dằn dữ lắm, không ôm là té chết luôn á. Quy định thứ hai, ôm chặt thì chặt. Quy định thứ ba, nếu quên nhớ lại quy định đầu tiên ha. Ôm đi, ôm đi, té à, té à. Ôm đi. Trời ơi. Ôi con nhỏ gì mà trắng, dễ thương dữ vậy trời. Trời Phật ơi, tới này. Bà Hồng ơi. Ơi. Go 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 go. Thôi. Go go go. Được rồi. Bà Hồng ơi. Cái gì đây? Cô ba. Người đẹp này nói cháu của bà đó, bà không quen hả? Nhìn con lạ lắm hả? Nhìn cũng lạ lạ, mà cũng quen quen. Con nói con ngại quá. Con là con của ba Tư Cầu. Ủa, ba Tư Mía, cháu ông Hai Cầu nè. Con chanh không? Trời ơi, chứ mày đẹp dữ vậy. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, không ngờ đẹp nhìn không ra luôn á. Trời đất ơi, cháu bà dòng họ bà không nhớ để kể nguyên gia phả ra bà mới biết hả?
Mày vô duyên quá. Nhà tao hả, quá trời thế hệ luôn. Mày biết không, mỗi một thế hệ hả là quá trời con luôn. Một gia đình là coi như đẻ một lúc phải là coi như con là cả chục tá mà chục 14, 16 mới mày. Ủa, con Sài Gòn mới gì hả? Lâu chưa? Không mới gì à. Mà về nhà buồn quá à. Tính hỏi cô Tư bán đâu để qua chơi mấy hôm nè. Trời ơi, cô nghe con mừng quá. Mày qua quán cô đi, quán cô lúc nào cũng á. Không, lúc nào cũng muốn ơn mình à. Trời ơi, cho nên nó buồn lắm, con qua là vui lắm. Rồi bộ bà tính không cho con người ta vô nhà, bắt đứng ngoài nắng hả? Ê, trời ơi, vô đây con, vô đây ngồi, vô đây, đây ngồi đây, ngồi đây. Ngồi nghỉ con. Cô ba khỏe không? Khỏe. Tại vì cô ba đẹp quá. Ngon cơm ha? Dạ ngon chứ. Vậy bà vẫn ấy. Ê bà Hồng, lấy tôi ly phê đá đi. Mày tự vô pha đi, tao đang pha sẵn đó. Đi đi, để lẹ lên. Chanh ơi, chanh uống gì tèo pha luôn nè. Cho cam với nước chanh không? Cho chanh nước cam nha. Ok, tôi đợi uống nước cam luôn nha. Làm như nó là chủ quán. Nè cô hỏi đi Sài Gòn làm gì có cực không con? Cực lắm cô ơi. Cực chẳng đã mới đi thôi. Trách khách quê người mà. Mà về đây á, ba má cứ thúc con lấy chồng hoài. Mà cháu đó mình ưng cả. Riết thì nghe nhức đầu. Cha mẹ là vậy mà con. Chanh ơi, buồn Chanh tính kiếm chồng hả? Ê, mày vô duyên quá. Để tao hỏi chuyện cháu tao. Nè, Chanh uống nước cam đi. Cảm ơn anh nha. Uống đi, tôi pha, tôi mời Chanh á. Đâu có được. Khi nãy anh chở tôi không có lấy tiền rồi. Cái này tôi mời mới đúng chứ. Thôi, vậy có sao đặng. Nãy tại tôi tiện đường tôi chở Chanh luôn mà. Với tại tôi ưng nên tôi mới mời chứ bộ. Đừng có nghĩ nhiều. Ê Tèo. Gì? Mày thả. Bán ly cà phê bà Hồng ơi. Ê, có tin quan trọng cho mày nè. Cái gì vậy? Bộ được uống cà phê miễn phí vậy? Bậy. Uống cà phê phải trả tiền. Cái tin này còn quan trọng hơn, còn ngon hơn nữa. Vậy chứ gì? Tao có hỏi ý. Nhưng mà hình như tao hơi vội sao á. Cái gì phải có đầu có đuôi chứ. Cái gì vậy? Nhiều chuyện còn có đầu đuôi gì nữa. Tao đâu có nhiều chuyện gì đâu. Tao tính nói chuyện Chanh thôi. Ê bà Hồng, bà Hồng. Cái gì vậy? Chuyện Chanh hả? Chuyện gì vậy? Chuyện tao còn có đó thì làm gì vậy? Chuyện gì nói đi. Mày thấy anh Chanh sao? Thì ưng rồi phải không? Nhìn mặt người ta biết rồi. Bởi vậy tao mới nói mình có tin quan trọng đó. Sao? Thì sao? Thì nhiều chuyện cũng ngay đó trời. Ê bà Hồng. Bà Hồng. Bà đi là bà giết tôi luôn á bà Hồng. Quê nha. Quê là khó quê á. Không có, giỡn. Tao đang lo cho mày, mày dám nói tao nhiều chuyện còn ngay hả mày? Không có, giỡn. Không, xinh đẹp. Rồi. Gì? Xinh đẹp. Hôm bữa tao thấy mày chở nó gì là tao nghi rồi. Tao thấy mày ưng con Chanh nên tao hỏi ý nó về mày á. Rồi. Rồi ý Chanh sao? Có điện thoại trong. Không kể, đừng nghe điện thoại. Kể đi. Bà không kể là tôi chết đó. Bà không kể tôi chết cho bà coi. Kể đi. Hình như á là nó cũng ưng mày đó. Vô bánh rồi. Đã quá bà ơi. Đã quá. Tụi tao mày. Anh Tèo. Ủa, Chanh tới rồi hả? Anh hẹn tôi ở đây có gì không? Tôi nghe bà Hồng nói hai bữa nữa Chanh về nhà hả? Thôi, ở lại chơi đi, vài bữa nữa hãy về. Không có được đâu. Ba má nhà Chanh chơi. Anh nghe nè Chanh. Ê, nói chuyện cái nói ngọt dữ mày. Bình thường nói chuyện mình mặn chát à. Hả? Ủa sao sớm vậy? Hả?
Chết cha. Ê cái gì? Bà má Chành sáng mời xuống tới đây nè. Ủa chứ sao kêu hai ngày nữa? Ai biết đâu. Chết rồi sao tao chuẩn bị kịp mày? Ui chuẩn bị gì ruột ơi. Sớm muộn nào á ruột cũng phải lọt khỏi vòng loại tiễn rể của nhà gái thôi. Không có chuyện hai mày nữa mày. Hai mày không biết giúp tao nữa. Giúp nó kìa. Lo gì. Mu đầy một bụng ở đây nè. Sẽ có cách cho mày cưới Chanh. Nè tao chỉ nè. Dễ ẹt à. Côn Gaga, Gaga Côn. Nhớ câu thần chú này nghe chưa? Là cái gì? Ai biết cái gì. Tại cái ông muốn xe ông nói vậy đó. Dạ sao tôi mang dài vô ngứa quá mày ơi. Qua bển ngứa cũng không được gãi. Mày tao sợ quá mày ơi. Sợ gì mà sợ? Sợ hư xe không có tiền đền. Mày. À đúng rồi. Rồi Côn Gaga, Gaga Côn. Bóp he, bóp he. Rồi móc lên, móc lên. Móc he, móc he. Rồi. Rồi sao? Côn Gaga, Gaga Côn. Côn Gaga, Gaga Côn. Đúng rồi. 1, 2, 3. Đi. À. Ruột ơi, ruột. Ruột đâu rồi, ruột. Ủa gì vậy? Đâu đây nè. Ruột ơi. Ruột có sao không? Trời ơi, sao không chạy ruột. Ruột không chết đó ruột. Ruột đây, ruột chết. Cái gì mắt mày? Tao nói không được rồi mà không tin tao. Đỡ tao xuống. Thằng Tèo này đó chị. Nó được lắm. Chất phát. Hiền lành. Nhiều chuyện à, nó nhiều cô thèo lắm. Vậy mà nó không chịu ai hết trơn. Trời ơi. Chén dễ sợ. Vậy đó hả? Dạ. Nói cho nghe. Quan trọng là tính hết. Dạ. Biết mần ăn là được. Dạ. Mà càng giàu càng tốt rồi nha. Má. Ủa, tao chứ mày đâu có cần đổi giày dép cho nhau đâu. Ờ ha, quên. Trả mày nè mày. Mày hay quá. Nghe lời mày. Tao đi mượn nợ mua bộ đồ mấy trăm ngàn. Giờ gách rồi. Hồi sáng tao bấm tay. Tao biết thế nào chuyện này cũng xảy ra. Cho nên tao đã mặc sẵn bộ đồ sơ cua này. Đâu mà kiếm bộ đồ này hay vậy? Mày đi khắp cái xóm xảo lá này. Chưa có ai có bộ đồ tam đại đồng đường như vậy. Làm sao? Thì đồ của ông nội tao sau khi bán muối để lại cho ba tao. Rồi ba mày để lại cho mày. Ba tao chưa có chết. Lén lấy đó. Nhớ mặt nhanh về trả cho ông. À tao quên. Cái gì nó đây? Mày viết gì vậy? Cái chữ này là chữ cờ lô xe. Cờ lô xe là gì? Có nghĩa là tao đóng cửa quán bữa nay. Tao không bán. Trời ơi. Đóng cửa nói lại đóng cửa đi. Mày đặt cờ lô xe, cờ lô xe. Mệt mày quá, kệ tao mày. Mày đi về đi. Mày nhìn cái gì? Đi về đi. À, về, về. Tao đang có việc, đi về đi. Ủa, sao cô không bán cô? Bữa nay là ngày quan trọng, không có bán. Đúng rồi con. Bữa nay chàng rể ra mắt má vợ, cho nên mới cần yên tĩnh chứ. Mọi chuyện đều phải bỏ qua hết. Dạ. Vô, vàng thoái mão chân bây giờ nè. Bao mày mày lạ quá vậy. Mà sao giờ mới tới? Gấp quá. Tao phải cho tôi chuẩn bị đường hoàng đặng ra mắt nhạc mẫu tương lai của tôi chứ. Ui da, ui da. Cái gì vậy? Cái gì con? Cái gì đau hả? Cái gì sao vậy? Thấy vàng nặng quá. Ôi đau. Ôi. Ui da, ui da. Cái gì vậy? Bên đây cũng nặng nữa. Trời ơi, đi vô không? Đi vàng nặng quá. Đúng vậy. Mày ngồi đây đi. Ôi. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, cái gì? Từ từ, ngồi xuống. Dạ. Đi con. Chào bác. À, sao mà đi xỉn nghiễn vậy? Dạ, tại đeo mấy cái này nặng quá. Ôi trời, vậy đó hả? Trời ơi, lỗ ghê vậy. Nóng quá. Đeo ít ít thôi, đeo chi nhiều dữ vậy nè. Dạ, cái này có chút đỉnh nè bác. Nhìn thấy cô giàu có à con. Cái đám này được không? Cái đám kia không có uổng cái công mình đi. Nhà con có ruộng vườn gì không con? Má hỏi kìa. Dạ có, nhiều lắm bác. Mà con không có làm, con cho tao mướn hết rồi. Trời ơi, nhiều đến nỗi mà làm không hết luôn á. Dạ. Cho tao mướn luôn á. Dạ. Ê, con có điện thoại. Ừ, cái tự nhiên nghe. Dạ, đi dạ. Con. Con xin phép bác. Ừ. Dạ. Tự nhiên dạ, đi dạ. Con. Alo.
Tôi nghe nè. Có điện thoại đẹp ghê con. Từ từ, chưa được 2 tiếng mà mày. À, cứ nói chuyện tiếp đi con. Dạ xong rồi bác. Dạ hả? Mấy đứa bạn rủ con đi uống cà phê. Ừ, dạ. Lâu lâu đi với bạn bè cũng vui mà. Dạ. Con, điện thoại sao đâu đẹp dữ vậy con? Dạ. Nhiêu vậy con, chắc mắc dữ lắm ha. Dạ không, có 30 rồi bác. Úp, cái gì mà rẻ dữ vậy? Dạ. Cái gì mà cái điện thoại 30 ngàn? Bộ mày làm đi đồ chơi con nít vậy? Mày bị điên hả? 30 triệu. Mày nói trúng số hả? 30 triệu? Dạ. Ôi, sao cầm thử một cái coi. Hèn chi mà nó đẹp quá. Mày mới bán đất hả? Không luôn. Vậy chứ sao? Để từ từ tôi kể cho nghe. Đừng có hỏi nữa. Dạ. Cái gì vậy? Hai đứa mần chi vậy bay? Dạ. Có gì nói cho má nghe coi con. Dạ, không có gì má. Dạ đúng rồi, bác cứ hỏi đi. Bây giờ mà hai con mà không nói á thì má nói ha. Dạ. Chuyện mà của ba má con á là bác đã nghe cô Hồng nói rồi. Dạ. Bây giờ vô vấn đề chánh ha. Dạ. Bác nghe con Chanh nó nói á là hai đứa vừa mới quen với nhau là ưng nhau liền, phải không? Phải không? Vậy giờ tính chuyện đám cưới đi. Được không? Làm đám cưới đi. Bác cho con cưới Chanh hả bác? Ừ. Wow, trời, bà con ơi, được có vợ rồi. Tôi... Dạ tại con mừng quá. Nói nghe nè, bác đồng ý gả anh Chanh cho con. Dạ. Nếu con thực hiện cái điều kiện này của bác đưa ra. Dạ. Chịu không nè? Dạ. Bác cứ nói đi. Miễn bác cho con cưới Chanh là cái gì con cũng chịu hết á. Cái điều kiện của bác đưa ra không có cái gì lớn hết đó. Một là con yêu con Chanh á, phải thật lòng. Dạ. Con xin thề là cả cuộc đời này con chỉ yêu Chanh thôi à. Còn về lễ cưới á thì bác cũng không có yêu cầu nhiều. Dạ. Giang. Dạ. Là 3 cây là đủ. Dạ. Sao con đơ ra vậy? Chuyện nhỏ đối với con đúng không? Còn tiền đó là 15 triệu đến 20 triệu tiền mặt. Rượu cao trầu, 10 mâm thiết đãi. Chưa con còn nữa. Về trang sức của cô dâu á là con phải đủ kiền nè, đeo bông, vòng, nhẫn, dây chuyền. Thêm luôn là con heo quay á là 100 kg nữa. Phải đúng 100 kg nha. Được không con? Tèo. Sao vậy con? Mày sao vậy tèo? Sao vậy? Tèo, tèo. Mày sao vậy tèo? Cậu làm cái gì vậy? Sao vậy? Cậu sao vậy? Anh có sao không? Chị nó chạy xe ôm mỗi ngày hả, đủ sống thôi chứ đâu có giàu. Dạ thưa bác không vậy. Hai tụi bay đi về. Hai người cút hết rồi tôi. Tụi bác không về. Đi về đi. Anh về cái chân. Đi đây. Mày hả con, cho mày chết nè. Mày nè, cho mày nín thở luôn nè con. Ừ, đúng rồi. Rồi, vô. Mày hả? Không thể cản. Chở đi đâu? Chở tôi ra chợ kiếm tìm điện thoại nào đó sửa điện thoại của tôi. Ừ, thà nói vậy đi. Lên. Ê, cái gì? Mày đi xe ôm nhiêu tiền vậy? Đây ra chợ 25 ngàn thôi. Thôi 20 ngàn thôi mắc quá. 25 ngàn là rẻ lắm rồi, còn trái giá gì nữa. Thôi bây giờ đưa 10 ngàn, còn 10 ngàn bữa sau trả được không? Không cược, phải trả 15 ngàn mới đủ. Giờ không có đủ tiền, giờ đi không? Vậy là trả 10 ngàn thêm 15 ngàn ha. Thôi kệ đi, chạy luôn ha. Khoan. Cắm ôm nha, ôm tao xô mày xuống sông á. Biết rồi. Ngồi chắc nha. Buông ra. Tại tôi ngồi bên, bên chở tôi đi. Buông ra coi. Ngồi một bên không ôm té trời ơi. Nè. Biết không hả? Giỡn chơi cầm đưa ra chứ ai dục tao thường chết hả? Mình à. Ê, làm gì dính mạng nhện hết trơn vậy? Banh rồi. Sao vậy? Tôi chọi con chó á, tự nhiên cái tôi đang bực bội tại nó chọc cái tôi quạo nè, rồi cái tôi bóc chiếc dép lên tôi chọi, tay cầm dép, tay cầm điện thoại, rồi xong nó sủa nữa, tôi tức quá tôi chọi cái điện thoại đi, chiếc dép ở lại. Trời ơi, sang quá trời luôn ha. Mà cũng tại thằng cha bé con ông anh tôi kìa, ông chọc cho tôi quạo còn chi.
Làm gì tại bẫy cọ? Ta đang chơi game mà tiên nhào lại chọc tôi à. Xong ổng bỏ đi vậy đó. Bực mình ghê luôn à. Trời ơi, giờ làm sao ta? Ê, mà coi như của đi thay đồ đi. Cái gì thay đồ nữa? À quên, của đi thay người. Ê, nè. Tôi có thằng ruột ở trên chợ, nó sửa điện thoại hay dữ trời lắm. Ồ vậy đó hả? Ừ. Nó nghe nè, vậy ông giúp tôi đi sửa giùm tôi được không? Hồi sáng sớm tôi kêu ông Tèo chở tôi đi, mà bên đó người ta nói sửa không được. Trời ơi yên tâm, thằng ruột của tôi nghe, sửa điện thoại ở trên chợ là nổi tiếng luôn á. Cái bữa nhà tôi cái nồi cơm điện hư kìa, tôi đem ra nó sửa cái nấu cháo không luôn á. Cái gì vậy trời? Nồi cơm điện, cái điện thoại, hai cái nó có liên quan gì với nhau đâu ông? Vậy à, liên quan nha. Sao? Cái điện thoại với nồi cơm điện là nó dính cái chữ điện trong đó hết, đúng không? Mà cái nồi cơm điện là nấu cơm nó phức tạp cỡ nào mà nó sửa còn được thì huống chi cái điện thoại. À ha. Ờ à, đúng rồi, cũng liên quan tới chữ điện, phong độ gì dạng đồ công nghệ đồ phải không? Ê mà tôi thấy nè, cái điện thoại này á hư nặng lắm rồi, sửa cũng tốn tiền à. Nó không ấy mình mua cái điện thoại mới cho rồi đi. Trời ơi, nếu mà được vậy còn nói gì nữa. Tôi giờ có đồng bạc nào đâu. Không có tiền. Không. Trời ơi sao không nói với ba Lích? Cái gì? Ông cho tôi mượn hả? Không, mà chỉ cách có tiền à. Cách gì? Đây, đi hết con đường này quẹo trái, có cái nhà hai mái đó, đúng không? Có cái ngói màu đỏ, có cột màu đỏ luôn. Gặp cha già cái mặt nhăn nhăn, nói trả đưa 5 triệu mua điện thoại mới. Nhà mà có ngói hơn nhà ai ta? Cột màu đỏ, hai mái ngói, có ông già nhăn nhăn. Sớm này chỉ có một cái nhà duy nhất. Ôi, ông này nha, vừa phải thôi nha. Ông nói ai được chứ nói tía tôi cũng được nghe chưa. Trời đất ơi, người đó mà vô duyên à. Mà giờ ông kêu tôi về xin tiền tía tôi hả? Thôi đi, tía tôi nổi tiếng khó khăn từ nào tới giờ, không thích tôi xe xua đâu. Tôi xin vậy tía tôi la tôi chết luôn á. Thôi được rồi, thấy cũng tội nghiệp. Tôi thì tôi thân với thằng ruột tôi, có gì lên tôi nói nó sửa rẻ lại chút xíu cho. Nó nghe nè, ráng giúp tôi nghe không? Cái ơn này tôi không quên đâu. Tôi sẽ kết cỏ ngậm dành. Tàn ơi, nó nghe nè, Lít là xấu nhất cái xóm này luôn á, mà sao cũng lọt cho cái tầm mắt cầm cắm của Tàn vậy? Trời đất ơi, nói thì sao quá, rồi sao nó đâu đến nỗi tệ dữ gì đâu. Đối với ai á, chứ đối với Thám Tàn, bà Lít lúc này là gu của Tám đó. Mày Lít nữa, tao phóng xong tao đem điện thoại này theo luôn á. Thôi vậy được rồi à, để cho tía nhìn tía thấy nó banh gì nè. Để tía thương mình, tía cho tiền mình mua điện thoại mới. Cho nên ráng diễn cho tốt được một chút được. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân. Trời Phật ơi, mày làm gì mày giải phẫu cái điện thoại mày ra 3-4 miếng rồi mày ngồi đó mày ngó Thám Tàn. Ngó à. Trời đất ơi, mày mà làm bác sĩ, mày mổ người ta ra rồi mày ngồi đó mày ngó cho người ta chết queo luôn á Thám. Tía ơi tía, con buồn quá tía ơi. Cái điện thoại con giờ nó hư nó banh hết rồi tía. Hư đem đi tiệm sửa. Con đem lại tiệm sửa rồi nhưng mà người ta nói sửa không có được. Giờ điện thoại con hư vậy nè, lỡ ai kêu xô con đi hát rồi sao con biết đường đâu mà đi tía. Lấy điện thoại tía xài đỡ đi. Trời đất ơi, điện thoại tía mà con xài để con khỏi xài xuống hơn á. Chê hả? Chê thì thôi. Trời ơi trời, bây giờ điện thoại bị bánh hết trơn rồi nè, bây giờ thì sao tôi làm ăn gì được hết trời. Bánh thì mua cái mới mà làm gì mà khóc lóc dữ vậy? Tía. Gì? Chắc là phải mua cái mới rồi đó tía. Ừ mua đi. Tía ủng hộ con hả tía? Ừ tao ủng hộ. Tía, hồi nãy á con thấy được có cái điện thoại kia kìa, mới ra đẹp lắm tía. Cái quẹt quẹt đó hả? Dạ đúng rồi, cảm ứng đó tía. Cái đó đắt tiền lắm à. Đó, đắt tiền cho nên con mới nói với tía nè. Tía. Nói tao làm chi? Để tía ủng hộ con. Tao ủng hộ là tao ủng hộ tinh thần thôi. Còn tiền á là mày phải bỏ tiền túi ra mày mua mày xài, phải không? Trời trời, nãy muốn
rõ ràng giờ sao giờ không biết nữa, giờ tiền đâu mà con mua? Không có tiền hả? Dạ không. Đó là thôi tao bó tay. Thôi không có tiền thì ngồi ở nhà, không có đi ngủ đi. Tao đi uống cà phê. Tía. Trời ơi là trời. Gì vậy? Lấy ly phê sữa đi. Trời, đi ngon vậy ta? Biết làm sao? À, ít cà phê, nhiều sữa nha. Có tiền không? Sao không bà? Sao, vẫn chơi hoài. Trời ơi, mày biết mấy ly giùm mày không à? Ly sổ hả? Thôi, lật sổ vào cộng hết đi, lát tôi trả cho bà ơi. Thì không dạ? Sao, không lẽ con tèo mà vẫn chơi với bà? Ê, bà mày đúng số à? Dạ. Cái gì vậy? Đau bà. Sao vậy? Không có gì. Nói được rồi đừng có vỗ bà ơi. Chứ phải trúng số sao có tiền? Trời, tôi nói bà nghe, tôi mà trúng số hả, tôi mua đứt cái quán của bà. Cái tôi mướn bà về gửi ly cho tôi á. Thôi, tao cũng cầu á. Làm đi. Hay là vụ mắm? Đừng có hỏi nhiều quá, nhiều chuyện quá. Coi bộ nó nói thiệt á ta. Yên tâm đi, làm đi lát cộng sổ tôi trả dứt nợ cho. Mệt quá. Hôm nay nói cái bộ chắc nghịch rồi. Chắc á nha. Ai vẫn chơi với bà? Đừng có lừa tao nha. Tao ngây thơ cả tin lắm đó. Làm đi, nhiều chuyện quá. Anh tính đi đâu vậy? Đi chơi. Không có đi chơi, đi ơ gì hết á. Anh ở đây giải quyết chuyện này với tôi nè. Chuyện gì? Nè, anh nhìn đi. Ồ, điện thoại banh cảnh chơi vậy? Hư rồi đó. Ủa sao hư vậy? Tôi chọi con chó. Chích chà. Con chó có sao không? Trời là trời. Cái điện thoại tôi không lo mà anh lo cho con chó. Bây giờ anh đền tôi đi tôi không biết đâu. Tào lao. Mày chọi con chó thì mày kêu con chó nó đền. Mắc chứng gì kêu tao đền. Mà anh biết tại sao tôi chọi con chó không? Tại sao? Tại anh chù tôi hư điện thoại đó. Tào lao nữa. Thì tao có miệng tao nói. Ai kêu mày ngu mày chọi con chó chi? Giờ điện thoại hư gán chịu. Thôi. Bây giờ tôi không cần biết gì hết á. Anh có đền với tôi không? Không đền là có chuyện đó nha. Không đền á. Tôi hỏi lại lần nữa. Một anh đền không? Không. Hai đền không? Không. Ba anh đền không? Không. Anh bảy. Anh cho em mượn tiền em mua điện thoại mới em xài. Tội nghiệp em anh bảy. Không. Trời là trời, tôi có một anh keo kiệt gì nè trời. Anh Tèo. Hết hồn mày. Bộ ngủ mơ thấy gì bậy bạ sao hết hồn vậy cha? Đừng nói vậy là mất uy tín anh Tèo mày. Mày có biết mày hù tao lỡ tim tao đập mạnh rồi tao lên máu tao chết rồi sao? Trời ơi, ông nói sao quá. Cái tướng của ông trâu nước nó bò lên nó giật, ông còn không chết. Đừng nói chi tôi. Trời ơi, đi đâu cầm nón lá đồ dữ vậy? Trời nắng, đi chơi cho mát. Lên Tèo chở cho đi chơi, mở hàng cốt xe. Thôi, đi vòng vòng trong xóm thôi chứ có gì đâu xa xôi đâu khi đi xe ôm. Mà muốn đi cũng có tiền đâu đi nữa, đang chán trước nè. Gặp mày than hoài luôn á. Sao vậy? Chuyện dài dòng lắm, không có hiểu đâu. Kể đi mới hiểu mày. Thôi nhiều chuyện quá. Không kể thôi mày, để trong bụng luôn đi. À, nhắc vụ này mới nhớ. Hồi nãy tôi đi ngang quán cô Hồng, cô Hồng có nhắc ông á. Ủa bà nhắc tao chi ta? Tao với bà còn nợ nần gì đâu nhắc. Thì cổ nói tôi gặp ông thì nhắn lại với ông. Có rảnh qua quán cuốn cà phê. Mấy nay quán cô ế chảy nước bệnh. Trời ơi, bà nội đó. Lúc nào bà ế bà mới nhắc tới tao. Mà cũng hên là tao trả hết tiền cho bà rồi bà mới thay đổi thái độ vậy á. Cái gì? Ông trả hết nợ cho bà hả? Ừ. Trời ơi, tiền nó ra mà trả hay vậy. À, có phải chạy xe mấy nay đắt lắm phồn? Đâu có, y vậy à. Vậy chứ tiền đâu mà trả. Tao kể mày, mày đừng nói ai nha. Mày nói tao quýnh mày á.
Trời ơi, ông kể tôi đúng người đó, tôi kính miệng lắm. Tao bán máu. Hả? Trời ơi. Nó. Trời đất ơi. Sao ông gan quá vậy? Ông đi bán máu vậy? Cái gì đâu gan, cũng bình thường mà. Thì bây giờ mày đi hiến máu thì cũng vậy. Bây giờ mày bán máu mày còn có tiền thêm, mày ăn uống bồi bổ vài bữa là khỏe re. Ờ ha. Ê. Gì? Mà bán như sao vậy? Thì bán thôi, dễ ở cả. Cỡ tao với mày gì là bán vô tư. À, cũng đúng. Ê, mày đừng nói tao là mày tính đi bán nha. Khùng hả? Tự nhiên tôi bán máu không chứ trời. Vẫn bán rồi mày. Cái này mà ổng mà biết được, ổng nói với tía mình, tía mình giết mình chết luôn á. Hả hả? Nói gì? Đâu có gì đâu. Tôi hát thôi à. Hát vợ à. Đúng là cũng hơi mệt một chút, nhưng mà cái tướng mình ngon lành như vậy, bán vài lần đúng đâu có sao. Mày làm bèm gì vậy? Bị đâu sáng giờ không gì ăn cơm, làm tía đợi kìa. Ôi cơm nước gì anh ơi, tôi ăn phở bò rồi. Wow, hôm nay ăn phở nữa ta. Thì lâu lâu cũng phải biết cung cấp dinh dưỡng cho bản thân mình chứ. Mà tôi nói anh nghe nè. Gì? Tôi sắp mua điện thoại mới rồi đó nha. Tía cho tiền gì, biết mà. Thưa, cái gì mà tía cho, tiền là tiền của tôi. Ôi xạo vừa phải thôi mày ơi. Hôm qua mới năn nỉ hỏi mượn tiền mua điện thoại, nay tiền đâu ra mua. Hôm qua tôi giỡn thử lòng anh thôi. Tiền của tôi. Nếu có tiền mua điện thoại được vậy cũng mừng, chúc mừng mẹ. Thôi, đừng mày đặt nịnh tôi hả. Mai mốt tôi có điện thoại mới rồi á, anh mượn tôi không có cho anh xài đâu. Tao không có đua đòi điện thoại như mày đâu. Tao xài điện thoại thường của tao được rồi. Bởi vậy, anh là cái đồ hai lúa. Mày mới nói gì vậy? Anh là đồ hai lúa. Trời ơi, mày dám chửi tía hai lúa ha. Tía, thằng Tám nó chửi tía. Im. Tấm tàn. Ba lít. Sao cái mặt mày xanh như đít dịch vậy? Mày bị say nắng hả? Chắc tại tôi bị say nắng á. Không sao gì, sao mà người mày nóng hổi luôn nè. Lấy cho tôi miếng nước nha. Ơi, gì vậy? Tôi đang khát nước mà sao lấy nước xong rồi sao tôi uống được? Ai mà biết, thà mày nói nước uống đi, tưởng nước thì dưới sông có nước. Trời ơi, tôi gấp nước. Đi mua nước giùm tôi đi. Mày má tao hả Tâm Tàn? Không cái mày sai, tao đi mua nước cho mày, rảnh quá ha. Mua nước giùm tôi đi, bây giờ không mua là tôi chết liền luôn á. Mày chết đi. Mệt quá. Ê, mà tao đi mua là mày đừng có chết tao bậy tao bạ nha. Hồi nãy giờ tao đụng mày giấu tay giấu chân tùm lum vậy nha. Đi mua đi. Em cái ruột ơi, anh mua nước về cho em rồi nè. Tàn ơi, Tàn ơi, anh đã nói là em đừng có chết mà. Tàn ơi, ai cứu em đùi ơi, Tàn ơi, Tàn. Ủa, nó còn thở mà. Cho điện thoại nè. Đi. Anh Kèo hả? Ừ. Trời ơi, đi chứ.
em thích kem lắm á nha. Rồi đi ăn kem xong cái anh rủ đi coi phim, chịu đi không? Thì cũng được. Dù gì đi nữa em cũng thích xem phim. Nếu em muốn đi, đi mình đi. Em khoái ăn cá viên chiên không? Khoái. Ê, vậy chiều nay đi với anh Tèo ra ngoài quán đầu đường mới mở ha, ăn cá viên chiên đi. Mà không. Sao vậy? Lật kèo lẹ mới hưu ăn giờ hưu không? Anh học chiêu của anh phải cò đúng không? Chiêu gì? Làm sao vậy? Thì Hân này á dễ thương duyên dáng, không có dễ bị dụ đâu á. Sao? Chơi mấy chiêu đó với tôi, tôi chù cho ế vợ. Ê, đừng chạm tự ái nghe. Rủ đi ăn cái viên chiên không đi thôi. Chiều nay anh rủ hai nhái đi ăn. Rủ ai thì rủ đi. Chiều nay tôi cũng đi ăn cái viên, nhưng mà tôi đi mình. Kệ em, không thèm ngồi với em nữa, anh qua bên kia ngồi. Ly phê lẹ đi. Trời chú mày, tôi rủ cô Diễm Hồng đi. Chị mua về dùng thử đi chị, cái này rất tiện lợi, sạch sẽ và hiện đại nữa. Chị mua về dùng thử đi, cái này hiện đại lắm. Nhìn nó giống cái bếp ga vậy ha. Cái này là bếp điện từ chị ơi. Bếp điện từ hả? Dạ. Là xài bằng điện á hả? Dạ đúng rồi, chị chỉ cần á ghim điện vô là xài thôi. Nhưng mà có giật không? Dạ không nha chị, đảm bảo an toàn và hiện đại nữa. Hiện đại hả? Dạ đúng rồi. Ôi anh ơi, tôi nghe mấy cái hiện đại tôi sợ lắm. Là sao chị? Ý là hao điện á, ba cái quỷ cái yêu này tốn điện dữ lắm. Cái này á có chế độ tiết kiệm điện rất là hay. Tiết kiệm điện hả? Ừ. Nhưng mà xài có bền không? Cái này xài rất bền nha chị. Em bảo hành cho chị 2 năm luôn. 2 năm? Dạ đúng rồi. Màn đét thôi. Cái ông lò nhà tôi xài cả chục năm trời. Cái này có 2 năm hả? Ồ, nhưng mà ông lò của nhà chị á, mỗi lần nấu là phải nhúm lửa, rất là bất tiện phải không chị? Nhưng mà xài lâu rồi thấy cũng bình thường. Cái này á, chị chỉ cần bấm nút là xong à. Bấm nút này là xong hả? Dạ đúng rồi. Ngộ quá ha. Ở thành phố bây giờ á, người ta xài cái này không à chị ơi? Thiệt không? Dạ. Em có dám nói láo đâu. Nói láo không có răng ăn cháo luôn á. Nhưng mà trong đây có chế độ nấu cháo không? À, dạ đây. Đâu? Đây, đây có chế độ nấu cháo nè chị. Ờ, hay dữ ta. Biết sao không? Để tôi nấu cháo thằng con trai của tôi. Dạ. Để tôi suy nghĩ thử coi. Suy nghĩ gì nữa? Chị mua về dùng thử đi. Ở bên công ty của tôi á, đang có chương trình khuyến mãi. Khuyến mãi? Đúng rồi. Khuyến mãi gì? Mua một cái bếp điện từ sẽ tặng ngay một cái hộp quẹt ga. Màn đét ơi, khuyến mãi cái gì mà trất quất vậy? Để cho mỗi khi á, cái bếp điện từ của chị bị hư á, chị dùng cái hộp quẹt ga chị nhúm lửa lại cái lò 10 năm của chị. Thì thấy cũng ham thiệt đó. Nhưng mà hả, để tôi coi tí má của tôi sao chứ. Lỡ mua về ông bà không chịu mệt lắm. Ông bà lớn tuổi rồi, có theo kịp thời đại đâu. Chị còn trẻ, chị phải là người tiêu dùng thông thái nhất. Đúng. Không lẽ cái con hai nhái này suốt đời quê mùa giống tư ếch. Tôi quyết định rồi, tôi lấy cái này. Dạ dạ, để em sẽ ghi hóa đơn cho chị liền. Ừ. Sao mà thời buổi vậy mà khó khăn quá, bán buôn ế ẩm quá, không ai ghé mua giùm cho con cái hết trơn á. Có không? Ủa? Cô bán cho con ly trà đường đi. Ai uống vậy? Dạ tí con. Sao tí này uống trà đường? Dạ dạo này tí con nóng trong người á, nên nghỉ uống cà phê mấy hôm mà. Ủa? Sao nay cô để mấy nãy đây? Của nhỏ em đó bán ngoài chợ. Mà nó ế quá, cô đem gì bán phụ mà. Đúng rồi, ế là phải rồi. Giờ ai xài ba bếp lò nữa, ta xài bếp tự hết rồi cô ơi. Cô nhớ nhà con cũng xài bếp lò này phải không? Mua giùm cô đi, cô giảm giá cho. Thôi, hết rồi, nhà con không xài mấy này nữa. Nhà con xài bếp tự rồi, mới mua nè. Xài đó xong rồi mới thấy ba bếp lò bất tiện thêm một. Ủa, cô không? Tự nhiên cái cọc à.
Bố ta có sao ta nói vậy. Nhiêu gì cô Hồng? 10 ngàn. Bữa nhớ bán có 8 ngàn. Bên đây lên giá rồi. Đem về đi. Đúng là có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Tao á trù cho ba cái bếp mới bây giờ hả, nó mát, nó từng, nó giật á hả, rồi nó hư á, lại đến tìm tao, tao bán giá trên trời á. Trời ơi, cái thời buổi bây giờ mà ai xài ba cái bếp này nữa không biết nữa. Cô chủ ơi. Ơi. Ủa, cậu uống gì? À, cho con ly cà phê đá đi. Ừ. Ủa, cái gì vậy? Đây là bếp điện tử. À, con là nhân viên tiếp thị. Cô mua dùng thử đi. Cái này rất tiện lợi, sạch sẽ và hiện đại nữa. Bây giờ đâu có ai xài mấy cái lò này nữa đâu cô. Đi về đi, đi liền, đi. À, sao vậy cô? Không có bán gì hết, dẹp. Con chưa uống nước đừng mà. Đừng có để tôi thấy mặt nghe chưa, đi về đi. Trời ơi, bữa nay là cái ngày gì vậy trời? Tôi nhớ sáng giờ tôi đốt phong long rồi mà. Trời ơi, con nhai đâu? Nhai. Dạ. Trời đất ơi. Tự nhiên cái bếp nấu cơm của tao mà đem để ngoài trời mưa trời gió là sao? Hả? À, dạ. Con mới mua bếp điện tử con để ngoài. Trời đất ơi, cái bếp nhà này là xài 10 năm rồi, tự nhiên mà còn tốt thì mày xài mày đem dục làm sao? Không đâu dục đâu, con để ngoài thôi à. Rồi lấy gì xài? Mới mua bếp điện tử. Trời ơi, bếp nó tiện quá trời tiện luôn. Trời đất ơi, cái bếp này người ta nấu cơm kho cá rồi nó ngon gần chết. Đi đổi cái bếp khác là sao? Ủa, nấu cơm kho cá thì ngon cách người ta nêm nếm. Chứ ai nói với tía là bếp này nấu ngon. Không, tao không cần biết. Bây giờ mày đem cái bếp kia mày trả. Mày đem cái bếp vô rồi trong đó cho tao. Để lên. Bếp mới mua sao tía? Trả lên cái đó. Không có trả được. Ủa sao trả không được? Mua sao trả? Siêu thị người ta mua hư hao người ta đổi được hết, trả được hết. Nhưng mà con không có mua siêu thị. Trời đất ơi, mua đâu? Mua mấy chỗ nhỏ lẻ tí. Rồi, mày mua nhà mấy chỗ mà hàng dở mà hàng giả được, trả không được cái gì? Không, chỗ này mua xịn lắm. Người ta bảo hành đi, 2 năm. 2 năm? Cái kiểu này chắc 6 tháng quá. Không, 2 năm. 6 tháng là sang tháo đó. Thôi, rồi, đem cái bếp vô trong cho tao. Thôi. Nhưng mà hôm qua tiếng cơm ngon không? Ờ, được. Đó, hôm qua nấu bếp đó đó. Bếp đó hả? Ờ. Hèn chi tao thấy cái hơi kỳ kỳ. Chở mặt nhanh dữ trời. Không còn nói nhiều. Bây giờ ha, một là mày đem trả cái bếp kia. Đem cái bếp này vô trọng cho tao nấu cơm. Hai là sau này tự ai nấu nấy ăn. Tao giữ cái bếp này, tao nấu, tao ăn. Ok. Trời ơi, thời buổi giờ cái bếp lò xấu quắc vậy, ai mà mua. Cái gì vậy? Gì mặt buồn so à? Tao, nhà mày xài bếp gì vậy? Trời, bởi sớm này có tôi với bà bạn nhiều chuyện với nhau mà bà không biết quan tâm tôi gì hết trơn. Tôi chạy xe ôm vòng vòng ngoài đường tối ngày ăn cơm bụi không có bao giờ nấu nướng gì đâu, xài bếp bởi. Chán ghê vậy nha. Sao? Dạo này quán tao đã ế rồi, tao bán buôn thêm này ế quá trời, không ai mua hết trơn á. Cười mà quá, chừng nào bếp đã hư người ta mua bếp mới chứ ở đâu than thở vậy. Mày biết rồi á, mấy cái bếp này á, nó rất là bền. Nó xài hả, 3-4 năm á, nhiều khi cả 10 năm chưa hư nữa đó. Ê ê ê, giờ bà muốn người ta mua bếp của bà nhiều không? Vậy thì bây giờ bà nghĩ cách làm sao á, cho mấy cái bếp này nè, nó mau hư đi. Xài cỡ nửa năm, năm, 2 năm gì đó là nó hư, người ta mua bếp mới của bà. Khùng quá. Người ta dân ở mình ở đây á, người ta dân quê, người ta nghèo. Mua cái bếp á, người vậy mà người ta còn không có tiền ta mua. Mày đi hả, mày đi làm ba cái bếp mà xài mau hư rồi người ta lo ta đi kiếm đồ xịn ta xài hay sao? À, cũng đúng ha. Chứ tôi đồ giỡn là tôi không có mua rồi đó.
Mà bà ơi, thời buổi giờ tân tiến rồi ai đâu xài mấy bếp này nữa. Tôi thấy mấy nay ngoài chợ người ta bán bếp từ gì đó, bà con bu vô coi đông lắm à. Tao thấy rồi, hôm bữa nó vô đây nè, nó tiếp thị cho tao chứ. Ha, tao tức quá, tao đuổi ra đường luôn, tao không bán cà phê mà tao còn đuổi đi một trận luôn á. Trời ơi. Vậy đó. Bà sao kỳ vậy, người ta vô người ta bán bếp mà bà chửi người ta. Chưa đâu nha, tao mà còn gặp ngoài đường một lần nữa tao còn chửi nữa chứ đừng nói vậy là thôi đâu. Ôi bởi bà kỳ quá, thì người ta cũng kiếm cơm ăn thôi chứ gì đâu mà đuổi người ta. Nhưng mà ba cái đồ hiện đại đó bán ở đâu trên thành phố đi, ở đây là dân quê người ta xài cái gì bình dị chất phát nó quen rồi, tự nhiên tràn lan xuống đây hả, dụ người ta mua. Bà sao ngộ quá, không lẽ không cho cuộc đời bà con mình tân tiến xài đồ xịn hơn chút. Thì bây giờ tôi nói bà nghe, trăm người bán vạn người mua, bà chửi thằng này thì mơi mốt có thằng khác nữa tới bán nữa mà bà chửi hết không? Tao không biết, tao tức là tao chửi à. Vậy bà, đi bà không được như vậy, bà phải học hỏi người ta, cái người ta tiếp thị đồ ra ngoài chợ rau sùm bà cũng phải học cách tiếp thị đồ này kia cho người ta biết tới bếp của bà. Sao mày biết tao không tiếp thị? Quán tao nó ế, tao phải đi từ sáng đến chiều tối ngoài chợ. Có tiếp thị luôn hả? Trời ơi, mày biết tao rao từ đầu trên xóm dưới, hang cùng ngõ hẻ nào người ta cũng nghe. Nghe như vậy mà không ai mua tao mới tức chứ. Đó đó, bà biết sao bà rao mà tao không mua không? Tại cái miệng của bà đó. Trời ơi, bà nói chuyện tôi nhức đầu gần chết rồi, bà còn đi rao nguyên ngày nữa ai mà mua. Bà phải học hỏi, bây giờ bà về lấy điện thoại lên trên mạng á, đọc mấy cái thông tin, thông báo, tin tức, báo đài rồi này kia, mấy cái mà công nghệ 4.0 rồi đó, thì 4 giờ phải tiếp thị kiểu đó người ta mới mua. 4.0 là cái gì? Là sao mà mày nói tao rõ nghe coi. Giải thích ngang không bà cũng không hiểu nổi đâu. Mà bà yên tâm đi, giờ bà để mấy cái bếp này, tôi sẽ có cách giúp bà. Ok không? Rồi rồi, đổi kiểu. Đổi kiểu. Rồi. Không chưa mày. Chưa, đợi. Lâu vậy? Rồi, bây giờ đợi tôi đăng mấy tấm hình lên trên mạng xã hội là chiến dịch giải cứu ông lò thành công bắt đầu. Dạ, tao đi chợ cái nha. Ủa, sao giờ này chưa rồi bà đi chợ sao nó ăn kịp? Sao không kịp? Trời ơi, mày biết không, tao xài cái bếp từ á, nó xài nhanh nữa là nhanh, nó nóng nhanh lắm mà ngon nữa. Cái gì? Cái gì là cái gì? Nãy bà nói bà xài bếp từ. Đúng rồi, trời ơi, mày biết không, cái bếp từ á xài đã nha, tao nhỏ em mua giùm cái bếp từ về xài, công nhận xài nhanh lắm luôn á, đã là đã luôn. Đã gì? Nghĩ làm sao sáng giờ bà nhờ tôi suy nghĩ đầu óc dắt óc ra để mà kiếm cách giải cứu ông lò cho bà. Rồi cuối cùng bà cũng xài cái bếp từ của người ta chứ không có xài bếp lò của bà. Nãy giờ tôi chụp hình muốn hết pin điện thoại luôn nè. Cưỡng khỉ. Công nhận mặt bị ngu thiệt cái nha. Trời đất ơi, cái ý của tao á là tao phải mua cái bếp đó vậy tao xài, để tao coi khuyết điểm của nó, rồi mới thấy được cái ưu điểm của bếp của mình, rồi tao mới nói được với người ta. Mày không có hiểu gì trơn trội rồi lam sùm à. Tức là bà xài cái bà so sánh hai cái bếp, cái bà giới thiệu với người ta. Hay ta. Rồi. Ôi, bởi vì đúng là gừng càng già càng cay bà ơi. Hay quá. Tía, không những nồi nấu nhanh ghê tía, mới nấu cháo với thằng cu mà giờ chín rồi. Nhanh chưa chắc ngon đâu. Ngon tía. Coi chừng nó chín hổn đó. Nấu cháo mà phải lửa riu riu vậy nó mới nhừ, nó mới ngon. Trời ơi. Ủa, mà tía nhất quyết là nấu ăn mình vậy luôn á hả? Tía mày, quân tử với ngon, nói là làm. Nấu ăn riêng hết. Sao mà tía cổ hủ à? Nấu nào tiện thôi chứ. Ai đó cổ hủ? Tía chứ ai. Má còn hiểu mà sao tía không hiểu như vậy? Thôi, mày lo mày nấu cơm cho má con mày ăn đi. Nhiều chuyện quá. Chi cực chứ tía. Tôi hết cực vậy đó. Ừ. Sao mà tía nấu sớm vậy? Trưa mới ăn mà. Kệ, nấu giờ này nè đó. Bây giờ cái than chín lát nữa nó rêu rêu ăn cá nó sắc xuống mới ngon. Đó. Ừ. Nhìn cho coi. Ủa tía nấu chè hả tía? Nãy giờ thấy tía bỏ 8 muỗng rồi đó.
8 muỗng, 18 muỗng. Tôi thích ăn ngọt được không? Nè, bỏ thêm muỗng nè, 9 muỗng rồi đó, đó, 9 muỗng nè. Tôi thích ăn ngọt. Nấu cơm đi, lo là mấy con mẹ ăn đi. Trời, cái lo gì con? Nấu xíu chín, bếp điện tử lo gì? Tí lo bếp lửa thôi kìa. Mày lo mày đi. Sao ngọt gì vậy trời? Tôi đang nêm mà con nhỏ nhái này nó nói làm tôi tự ái, tôi bỏ cái đống vô luôn. Thiệt. À, cái gì vậy? Nhái gì vậy? Chết rồi tía ơi, tự nhiên cúp điện rồi. Cúp điện mà làm như nhà cháy vậy. Giờ sao? Đang nấu ăn tự nhiên cúp điện. Nấu ăn? Ừ. Cúp điện? Ừ. Bên điện từ phải không? Ừ. Thời điện đúng không? Cá ngon quá con. Để tôi ăn với cá ngon. Bên điện từ cúp điện nhìn nát. Thời cá ngon thiệt. Tía. Ừ. Cho con mượn bếp lò xíu. Xíu. Bếp lò nấu mình xong rồi còn xíu nữa. Một xíu à? Không. Tía, cho con mượn xíu thôi, nấu mình xong rồi. Không là không. Tía, chút xíu, xíu xíu. Đó, cho con thấy được cái sự hiện đại của con nó bất tiện như thế nào, thấy không? Nè, không có gì mà hoàn thiện hết á. Cái gì nó cũng có lợi và có cái hại. Thấy không? Đừng có bao giờ dội cái mà có cái mới, cái nới, cái cũ, có trăng, cái quên đèn, thấy không? Tía, con biết lỗi rồi, sao con mới vậy nữa? Không biết lỗi gì đó. Nói tóm là một câu ngắn gọn. Ra ngoài ăn cơm tiệm rồi, xong. Tía cho con mượn thiệt á hả? Không. Thôi tía cho con mượn. Không, không. Đi đi. Ra ngoài ăn cơm tiệm đi. Đi. Không cho mượn thiệt luôn á hả? Không. Cá ngon quá con. Cá kho cá lò ngon. Cá gì mà ngon lực. Trời ơi trời. Cái này ném gì cá rô nấu chè luôn. Cái khó gì. Trời ơi công nhận. Mình bán quán nước thì ế. Mà nhờ cái này lấy lại đỡ quá trời quá đất ơi trời. Cảm ơn lò, cảm ơn lò. Ủa, đi đâu vậy con? Ngồi ngồi. Trời, sáng đem tiền sớm ha. Tiền nhờ hả? Bán mấy cái bếp lò. Nhờ mày mà cái chiến dịch gì á, giải cứu ông lò thành công á, tao mới bán được á. Mày coi kìa, bán thành cách luôn. Cái gì bán hết luôn rồi hả? Ừ, trời ơi. Chúc mừng bà nghe. Uống cái gì tao đãi. Đãi hả? Ừ. Cho ly phi sữa. Ừ, được. Ê, đập thêm 4 cái chiếc hột gà vô. Công nhận biết tranh thủ cơ hội dễ sợ nha. Không sao, ta đang vui, cái gì cũng được. Ok hết. Ok, okay. Có Hồng ơi, có Hồng. Có Hồng ơi. Gì vậy nhái, làm gì mà chạy dữ vậy? Mấy cái lò đã hết rồi cô. Bán hết rồi. Thôi chết rồi. Cái gì vậy? Tự nhiên con đang nấu đồ ăn á. Ờ. Cái cúp điện. Chết cha. Trời trời trời. Vậy là cái bếp hiện đại nó hỏng, có làm gì được nữa hết hả? Hết công dụng rồi hả? Dạ. À, chia buồn với con ha. Giờ sao cô Hồng? Giờ sao? Anh Tèo giờ sao? Anh có bán bếp lò đâu biết. Ôi trời ơi, dễ mà. Không hiểu hả? Không. Ui sao mày hả? Trẻ mà không thông minh vậy trơn á. Bây giờ nè, dạ. Con đi nha, cô chỉ nha. Dạ. Con đi thẳng ra khỏi nhà cô. Con quẹo qua phải. Quẹo phải. À, con đi khoảng 100 thước. Cái con đi thẳng. Khoảng chừng 20 bước chân. Cái con quẹo qua bên trái. Cái con thấy một cái cầu. À, cái cầu ở cái rạch nhà mình đó nhớ không? Cái rạch cái xóm mình đó. Dạ nhớ, dạ nhớ. Đồng cái con quẹo bên phải lần nữa. Cái con đếm khoảng chừng 32 bước chân. Ha, 32 bước, nhớ đếm cho đúng nha. Là con thấy liền. Thấy gì? Ừ, tôi quăng ăn, vô ăn. Cái gì vậy? Mày tới đó mày ăn cho là lẹ lên, khỏi cần phải nấu. Nãy giờ cô Hồng chỉ, tưởng đâu cô Hồng chỉ có đi mua bếp lò. Trời ơi, đi mất cơm. Thì vô ăn cho lẹ khỏi nấu. Trời đất ơi, đi lẹ đi. Ờ, vậy ha. Gì đâu vậy? Đi ra tiệm mua đồ ăn chứ sao. Ờ, đi đi.